Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi luôn mang đến những thông tin hữu ích giúp quý vị cập nhật tình hình trong và ngoài nước một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Còn bây giờ, hãy cùng theo dõi những nội dung chi tiết. Khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 đang đến cao trào, sự hỗ trợ của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama được cho là sẽ có ý nghĩa to lớn trong chiến dịch tái tranh cử của đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden. Đài CNN ngày 27 tháng 3 đưa tin cựu Tổng thống Obama đã đến Nhà Trắng và gặp Tổng thống Biden vào hôm 22 tháng 3. Cuộc gặp nhằm kỷ niệm 14 năm thông qua đạo luật chăm sóc giá cả phải chăng Obamacare, một đạo luật ra đời dưới thời ông Obama và được ông Biden khôi phục vào năm 2021 khi ông đắc cử Tổng thống Mỹ. Cuộc gặp có sự tham gia của cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cùng một số quan chức hàng đầu Nhà Trắng phục vụ trong cả nhiệm kỳ của ông Obama và ông Biden. Phát biểu tại cuộc gặp, ông Obama kêu gọi sự ủng hộ để ông Biden giành chiến thắng trong cuộc đua Tổng thống Mỹ sắp tới. Chúng ta còn có cơ hội làm được nhiều điều hơn đạo luật này, nhưng điều đó chỉ xảy ra nếu ông Joe Biden và bà Kamala Harris ở lại Nhà Trắng vào tháng 11 tới. Vì vậy, chúng ta phải tiếp tục làm việc, ông Obama nói. Những người tham gia cuộc gặp cho biết ông Obama đã nói với Biden rằng ông nghĩ bài phát biểu thông điệp liên bang của ông Biden đầu tháng này đã có hiệu quả và mang tính đột phá. Vị cựu tổng thống cũng nhấn mạnh quan điểm của ông rằng chăm sóc sức khỏe là một vấn đề quan trọng và có tiềm năng chính trị trong cuộc bầu cử sắp tới. Theo CNN, kể từ khi ông Biden tuyên bố tái tranh cử tổng thống, ông Obama thỉnh thoảng đã hỗ trợ chiến dịch của ông Biden thông qua việc kêu gọi gây quỹ và các cuộc nói chuyện để xoa dịu mối lo ngại của một số đảng viên Dân Chủ với ông Biden. Chiến dịch tranh cử của ông Biden cho biết tính đến nay, sự góp mặt của ông Obama đã giúp chiến dịch huy động được hơn 15 triệu USD. Theo giới quan sát, từ nay đến ngày bầu cử, ông Obama sẽ giúp ông Biden kêu gọi gây quỹ và vận động cử tri trẻ, đặc biệt là người da màu, nhóm cử tri không phải là điểm mạnh của ông Biden. Sắp tới ngày 28 tháng 3 giờ Mỹ, ông Obama cùng cựu Tổng thống Bill Clinton sẽ tham gia một sự kiện gây quỹ chiến dịch tranh cử của ông Biden tại quận Manhattan, thành phố New York, Mỹ. Với sự tham gia của hai vị cựu Tổng thống cùng nhiều người nổi tiếng, sự kiện đã bán hết vé và dự kiến sẽ mang lại số tiền lớn cho chiến dịch tranh cử của ông Biden khi mỗi vé dao động từ 225 đến 500 ngàn USD. Ông Jim Messina, người quản lý chiến dịch tranh cử năm 2012 của Obama nói với CNN rằng ông Obama có kế hoạch hỗ trợ hết sức để giúp ông Biden có nhiệm kỳ thứ hai. Không khí Tết Giáp Thìn 2024 đã tràn ngập khắp nơi. Chúng ta đang bước sang một năm mới với nhiều hy vọng về một tương lai tươi sáng và chuyển biến tích cực hơn năm 2023 nhiều sóng gió vừa qua. Tuy nhiên, năm 2024 này tiếp tục được dự báo có nhiều biến động, đặc biệt là trong bối cảnh trên thế giới sẽ diễn ra nhiều cuộc bầu cử quan trọng. Và cuộc bầu cử được cả thế giới quan tâm nhất chắc chắn là cuộc đua vào Nhà Trắng 2024. Sau khi là cựu Tổng thống Donald Trump và đương kim Tổng thống Biden có được những chiến thắng vang dội đầu tiên, giới phân tích đã bàn luận về một trận tái đấu đáng mong đợi giữa hai kỳ phùng địch thủ. Trong đó, chiến thuật khác người của ông Trump trong suốt hành trình tranh cử vừa qua đang được đặc biệt chú ý hơn cả. Lịch trình của ông Donald Trump trong những ngày đầu tháng 1 2024 được hãng tin Reuters nhận định là chưa từng có tiền lệ của một ứng viên Tổng thống Mỹ. Ban ngày, ông Trump hầu tòa để chống lại cái buộc phỉ báng. Buổi tối, ông lại xuất hiện tại các buổi vận động tranh cử, gặp gỡ các cử tri để thuyết phục họ giành lá phiếu cho ông. Ông Trump chắc chắn là một trong những ứng viên đặc biệt nhất trong lịch sử bầu cử Mỹ. Dù là ứng viên sáng giá nhất vào thời điểm này của đảng Cộng hòa cho cuộc chạy đua vào Nhà Trắng vào đầu tháng 11 tới, nhưng ông lại đang vướng phải hàng chục rắc rối về pháp lý. Cần phải nói thêm rằng, ông Trump không bắt buộc phải đến tòa án dân sự liên bang ở Manhattan, New York vì vụ việc phỉ báng nói trên. Tuy nhiên, ông vẫn đến một cách tự nguyện. Sau khi hầu tòa xong, ông sẽ đến New Hampshire để vận động tranh cử, chuẩn bị cho cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa tại bang này. Reuters nhận định rằng lịch trình như vậy của ông Trump là chiến lược bất thường của một tình huống khác thường. Tuy nhiên, ông Trump và ekip vận động tranh cử của ông hiểu rõ về hiệu ứng truyền thông và nỗi cảm thông mà việc ông xuất hiện ở tòa án có thể tạo ra ở lực lượng cử tri trung thành với ông. Không một ai khác có thể làm được như thế này. Ông Trump nói với hàng trăm người đang tập trung trong điều kiện thời tiết băng tuyết bên ngoài một câu lạc bộ đồng quê ở Atkinson, New Hampshire để gặp ông. Hưởng ứng những lời này của vị cựu tổng thống là một tràng vỗ tay kéo dài của đám đông. Ông Trump đang đối mặt với hàng chục cáo buộc của tòa án liên bang và tiểu bang liên quan đến việc ông tìm cách đảo ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020 và bị truy tố về tội cất giữ trái phép tài liệu mật. Ông phủ nhận tất cả những cáo buộc này và cho rằng các vụ kiện nhằm vào ông xuất phát từ động cơ chính trị. Bộ Tư pháp Mỹ nói cơ quan này hành động không có thiên kiến chính trị. Sau khi giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Iowa, có lẽ ông Trump đã có thể tổ chức một cuộc ăn mừng chiến thắng ở New Hampshire.
Tuy nhiên, ông đã đến tòa án ở New York để quan sát việc lựa chọn thẩm phán cho vụ án phỉ báng. Hầu tòa xong, ông mới viết trên nền tảng mạng xã hội True Social của ông rằng lẽ ra ông đã tới New Hampshire rồi, nhưng phải dành thời gian ở tòa liên bang với một thẩm phán của phe cực tả và ghét ông Trump. Ông Trump đến muộn 2 tiếng và trình bày với đám đông về việc ông đã trải qua khó khăn như thế nào để đến nơi. Chuyến bay của ông đầy nguy hiểm và viên phi công thậm chí đã khuyên ông không nên đi trong điều kiện tuyết rơi dày và gió mạnh như vậy. Trong khi đó, những người ủng hộ ông Trump đã chờ đợi hàng giờ đồng hồ ở New Hampshire. Điều này phần nào cho thấy chiến lược thật khác lạ của ông Trump có lẽ đang có hiệu quả nhất định. Phiên tòa liên bang ở Washington xét xử ông Trump về những cáo buộc liên quan tới bầu cử 2020 sẽ khởi động vào ngày 4 tháng 3, một ngày trước sự kiện Super Tuesday, siêu thứ ba, khi cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa sẽ đồng loạt diễn ra tại 16 tiểu bang và một lãnh thổ Mỹ. Một vụ kiện khác nhằm vào ông Trump ở bang New York sẽ xét xử vào cuối tháng 3. Tiếp đó, tòa án liên bang sẽ xử vụ kiện tài liệu mật liên quan đến ông vào tháng 5. Mục tiêu của ông Trump là đến khi đó, ông đã giành được đề cử của đảng Cộng hòa. Reuters nhận định, cho đến khi đó, có lẽ ông Trump sẽ tiếp tục tận dụng tối đa hiệu ứng của việc ông ra hầu tòa để thuyết phục cử tri bỏ phiếu cho ông. Trong dư luận, hiện có nhiều người đặt câu hỏi liệu cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể tái cử ghế lãnh đạo Nhà Trắng nếu ông bị kết tội trong 3 vụ truy tố riêng rẽ năm nay. Câu trả lời ngắn gọn là có thể. Riêng giáo sư luật Richard L. Hansen thuộc Đại học California ở Los Angeles, một trong những chuyên gia hàng đầu Mỹ về luật bầu cử, ông Trump vẫn còn đường trở lại Nhà Trắng nếu ông tái đắc cử trong các cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống năm 2024. Hiến pháp Mỹ có rất ít yêu cầu để một cá nhân có thể giữ chức tổng thống, chẳng hạn như người đó phải ít nhất 35 tuổi. Luật không cấm cản bất kỳ ai bị truy tố hay bị kết án, hay thậm chí đang ngồi tù, ra tranh cử và đắc cử ghế lãnh đạo Nhà Trắng. Tuy nhiên, ông Hansen nói, liệu một người đang đương chức tổng thống Mỹ có thể thụ án tù hay không là câu hỏi vẫn chưa có đáp án rõ ràng. Đơn giản vì lịch sử Mỹ chưa từng chứng kiến trường hợp nào như vậy. Trong vụ truy tố ở thủ đô Washington, ông Trump đối mặt với các cáo buộc phạm tội hình sự gồm âm mưu lừa gạt nước Mỹ, âm mưu cản trở một thủ tục tố tụng chính thức, cản trở và cố gắng cản trở một thủ tục chính thức, âm mưu chống lại các quyền hợp pháp. Ngoài ra, ông Trump còn bị cáo buộc tổng cộng 40 tội danh trong một vụ truy tố riêng rẽ cấp liên bang liên quan đến cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt về nghi vấn ông lưu giữ trái phép tài liệu mật của chính phủ ở tư dinh Mar-a-Lago, bang Florida. Cựu lãnh đạo Nhà Trắng cũng đang đối mặt với 34 cáo buộc phạm trọng tội hình sự vì giả làm hồ sơ kinh doanh ở Manhattan, New York để chi tiền che giấu mối quan hệ với một nữ ngôi sao phim người lớn trong lúc vận động tranh cử năm 2016. Theo giáo sư Hansen, nếu ông Trump bị kết tội trước cuộc tổng tuyển cử và thắng cử, ông có thể cố gắng ân xá cho bản thân. Ông Hansen không loại trừ khả năng ông Trump sẽ kháng cáo bản án lên tòa án tối cao nếu bị kết tội. Rồi là những thông tin chính của chương trình hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực mang đến những thông tin nóng, chính xác và hữu ích nhất cho quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình sau.